Chào mừng anh em, lại là Genie Sport đây. Và vòng 1/8 của Euro đang là nguồn tin thu hút đối với những người anh em làng tú cầu. Và hôm nay thì tôi sẽ mang tới cho những người anh em những tin nóng hổi cho những người anh em đam mê game bắn súng và một sản phẩm của tương lai hứa hẹn sẽ là niềm tự hào của Việt Nam và khi được phát triển bởi đội ngũ Hacker Game. Và với mong muốn thì mang lá cờ của Việt Nam phổ biến ra toàn thế giới và nhằm sánh ngang với các tựa game bắn súng khác như PUBG và Free Fire. Và giờ thì người anh em hãy cùng tôi cập nhật những tiến độ dự án của con game 300475 nhé. Và đừng quên ủng hộ tôi bằng link donate mà ở bên dưới phần mô tả, cũng như video trước thì tôi đã nói. Và nếu đủ 500.000 thì tôi sẽ dành số tiền đó để ủng hộ cho Hacker Game và sẽ được công bố trên fanpage chính thức của Genie Sport. Và giờ thì hãy đi vào nội dung chính ngay thế nào. Và tuần trước thì Hacker Game cũng chưa làm được gì nhiều cho con game này do các dự án khác đang vào thời gian cao điểm. Và tuần này thì Hacker Game sẽ bắt đầu triển khai và tiếp tục dự án 300475 và nhật ký dự án 7 thì Hacker Game đã làm được những kết quả như sau. Đầu tiên đó chính là về phần mod nhân vật và studio của Hacker Game đã cơ bản hoàn thiện hai nhân vật tiêu chuẩn, đó chính là quân giải phóng và lính Mỹ. Và nói cơ bản thì tức là độ hoàn thiện được khoảng 50%. Và còn rất nhiều việc phụ thuộc về chi tiết và còn liên quan đến các quá trình đưa mod nhân vật và NG. Và studio của Hacker Game đã gọi nhân vật là tiêu chuẩn, và nghĩa là các nhân vật này là cách thức để triển khai và được làm tiêu chuẩn để xây dựng các nhân vật khác. Và thì như các bạn đã biết thì trong game có hàng trăm các nhân vật khác nhau, và từ trang phục cho đến khuôn mặt, vóc dáng và tùy thuộc vào thời kỳ cũng như binh chủng. Và trang phục sạch sẽ hiện tại các nhân vật cũng là để tiện đối chiếu với các tư liệu lịch sử. Và còn những điều chỉnh chi tiết thì sẽ còn phụ thuộc vào nhân vật và của từng bàn chơi và của từng thời kỳ. Và tôi sẽ so sánh cho các bạn về chất lượng nhân vật giữa 7554 và 300475 hiện tại nhé. Và như các bạn đã nhìn thấy thì nhân vật lính Mỹ của 7554 thì so với 300475 là hoàn toàn khác biệt về màu sắc cũng như là thể hình. Thì 7554 thì theo tôi thì có vẻ như trang phục đồ sộ hơn và cồng kềnh hơn. Và không biết anh em nghĩ như thế nào, có giống tôi không? Thì nếu anh em giống tôi thì hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho Genie Sport nhé. Và thứ hai thì tôi sẽ so sánh cho anh em về nhân vật Việt Minh giữa 7554 và 300475. Thì nhân vật Việt Minh của 7554 là thời kỳ chống thực dân Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày xưa tôi học chiến dịch Điện Biên Phủ này tôi bị nghiện cái bộ môn này luôn anh em ạ. Nhưng giờ thì quên mất tiêu rồi. Và như anh em đã thấy thì hai hình ảnh của nhân vật này đã thay đổi chóng mặt vì sử dụng công nghệ Unreal Engine. Và để tôi cho các bạn xem thì Hacker Game đã làm gì cho nhân vật người lính Việt Minh này nhá. Và Hacker Game cũng đã đưa thử vào NG và để kiểm tra các vấn đề về vật liệu và starter để đổ bóng. Và quá ok phải không chứ các bạn? Thì các nhân vật đẹp trai và đúng chất lính cụ hồ phải không nào? Và từng chi tiết đã được Hacker Game công bố và độ nét cũng như chi tiết thì quá tuyệt vời luôn, có phải không anh em? Và cho dù chưa hoàn thiện thì nhưng chắc hẳn thì các bạn đều đồng ý, và nếu 300475 được thực hiện thì đây sẽ là một tựa game đầu tiên mà các chiến sĩ giải phóng của ta đã được thể hiện một cách chỉnh chu. Và cho dù chưa được hoàn thiện thì chắc hẳn các bạn đều đồng ý, và nếu như 300475 đã được thực hiện thì đây sẽ là tựa game đầu tiên mà các chiến sĩ giải phóng của chúng ta được thể hiện một cách chỉnh chu nhất trên một tựa game PC, và khác rất nhiều so với các tựa game do người Mỹ thực hiện, đúng không ạ? Và đúng, hãy cho tôi một tràng pháo like anh em nhé. Và còn một điều nữa, đó chính là các họa sĩ của Hacker Game cũng đã bổ sung các trang phụ kiện cho các chiến sĩ bên ta như là bình nước và mũ tai mèo. Còn về tiến độ dựng game thì sao? Thì tuần này thì Hacker Game cũng sẽ bắt đầu thực hiện các bản prototype các bản chơi số 1, và để studio có thể đánh giá nhiều các vấn đề liên quan hệ thống gameplay và thiết kế màn chơi và AI. Và cuối cùng thì khi đọc được tin về teaser video thì tôi có hơi quạo vì chưa có anh em ạ, và hơi buồn một chút. Và studio của Hacker Game cũng đã gần như cơ bản hoàn thành về các phần kỹ thuật cho phần teaser video, và cũng như đã xong về phần thô của môi trường, sơ đồ cũng như bố trí và bố cục không gian. Nhưng để hoàn thiện từng hạng mục thì sẽ còn rất rất lâu nữa, và bởi khối lượng công việc về đồ họa là rất lớn nên anh em cho Hacker Game thông cảm vậy. Và ở phần tiếp theo thì studio của Hacker Game sẽ dựng video thô và teaser video, và từ đó thì đánh giá lại đâu là các cảnh quay đầu tiên cần điều chỉnh và đâu là các điểm cần chú ý về môi trường nhân vật và hậu kỳ. Và trên đây là nhật ký dự án 7 của Hacker Game. Và ý kiến của anh em về dự án 7 này như thế nào, hãy bình luận cho Genie Sport xuống bên phía dưới nhé.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo cũng như nhật ký tiếp theo của con game 30475. Và hãy nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để bạn là người xem video đầu tiên nhé.